lễ này. Chứ quý vị là nhắc đến cái chết thứ ba, thì đây là một cái chết mà cách đây một khoảng thời gian ngắn, đó là cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng. Ông Trịnh Xuân Tùng là một cư dân rất là bình thường ở tại Việt Nam. Và khi mà ông đi xe Honda ôm và ông quên đội cái mũ bảo hiểm, và chỉ vì cái chuyện là không đội cái mũ bảo hiểm, và một cái người công an với cái quân hàm là trung tá công an Cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại hành hạ, đánh đập và cấm người thân cứu chữa ông, cho dù là bằng tất cả những cái phương tiện tư nhân, và cuối cùng thì đi đến sự tử vong cho ông Trịnh Xuân Tùng. Nói về cái chết này thì người con gái của ông đó là cô Trịnh Kim Tiến cho biết: bố cháu ngồi buông thõng xuống, hai tay của bố cháu là bị còng lại bởi cổng số 8. Thì khi đó thì cháu có vào cho hỏi bố cháu, và bố cháu nói là cháu như thế này: con ơi, bố đau lắm, con xin người ta cho bố đi cấp cứu đi, bố được nhất 2 trên 2 tay rồi. Bố thì con cũng nghe bố mình nói như thế rất đau xót, nhưng mà trước mắt thì cháu lại làm việc công an trong phường, và cháu nói chuyện với cả một đồng chí công an trong phường. Lúc đó thì đồng chí đây không mặc đồng phục cho nên cháu không rõ tên tuổi, và cháu có làm việc với người đó. Cháu có hỏi là: anh ơi, chú ơi, cho em hỏi là bố em phạm tội gì và tình trạng của bố em như thế nào. Người này có trả lời với cháu là bố em phạm tội gây dối và chẳng ai làm gì bố em hết, bố em không làm sao cả, bố em không làm sao hết, chẳng ai làm gì bố em cả. Thì khi mà nghe thấy như nói như vậy thì cháu có một đề xuất là bây giờ tình trạng của bố em cứ đau đớn như thế kia, thì em muốn là em mong là các anh có thể cho bố em đi khám, vì là tình trạng của em rất nguy kịch rồi, em muốn là để các anh cho bố em đi khám. Chết của bố là ông Trịnh Xuân Tùng thì thưa quý vị, mặc dù là không có lễ truy điệu, không có một sự thương tiếc, mà đám tang tất cả mọi người đến chia buồn vây quanh và họ đòi hỏi công bằng, công lý cho một cái người dân bị công an Cộng sản Việt Nam đánh đập. Và sau đó thì kính thưa quý vị, là trong tuần lễ vừa qua có một điều rất là bất ngờ, trong 5 lần biểu tình chống Trung Cộng, trong 5 lần biểu tình kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải lên tiếng, phải có cái hành động mạnh mẽ trước cái vấn đề Biển Đông, người ta thấy có một thiếu nữ Việt Nam trong một cái chiếc áo dài rất là đẹp, rất là xinh, và quyết tâm để tranh đấu đòi hỏi Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, không ai xa lạ, đó là Trịnh Kim Tiến, người con gái đã khóc, đã kêu vang, đã năn nỉ chính quyền cho cha của em có được một cái chết công bằng, phải giải tỏa đi những sự bất công dành cho cha của em. Thì kính thưa quý vị, là khi mà em Trịnh Kim Tiến tham dự vào những cái cuộc biểu tình trong thời gian vừa qua,
em đã mạnh mẽ với một cái chiếc áo dài, với một cái banner vắt ngang qua người. Cô bỗng nhiên trở thành hoa hậu biểu tình. Và có thể nói là những cái hình ảnh của Trịnh Kim Tiến gần như là lan rộng khắp nơi trên thế giới. Sẽ là lễ thăm viếng hòa thượng, cố hòa thượng Thích Hành Đạo, viện chủ chùa Phổ Đà ở tại miền Nam California, tại Big Family. Và chắc chắn là hòa thượng viếng là các bạn trẻ thanh niên yêu nước, đòi hỏi tự do dân chủ, đòi hỏi công bằng lẽ phải và bảo vệ giang sơn tổ quốc là cái tinh thần của các bạn trẻ ngày hôm nay. Chắc có lẽ là ông Trịnh Xuân Tùng cũng yên tâm nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Ông Nguyễn Cao Kỳ thì thân thật cũng được biết là vào ngày thứ hai thì tro cốt của ông cũng sẽ về đến tại Hoa Kỳ để cho các bạn bè và những người thân thăm viếng trong tinh thần gia đình. Và nói về cuộc đời của cựu tướng Nguyễn Cao Kỳ, chắc hẳn là ông Nguyễn Cao Kỳ trong suốt một cuộc đời 81 năm cũng đã đặt để rất là nhiều cái dấu hỏi cho nhiều người, không phải là riêng cho người Việt Nam, không phải là riêng 80 triệu đồng bào người Việt Nam hay là hơn 5 triệu đồng bào tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới đặt dấu hỏi về ông. Thưa quý vị, ngay cả Tổng thống Charles de Gaulle của Pháp cũng đã từng hỏi là qui est qui? Và đây là một cái câu hỏi mà đi vào lịch sử. Qui est qui? Thưa quý vị, muôn đời nhắc tới ông Nguyễn Cao Kỳ chấm dứt vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Chuyện chế biết xin hẹn quý vị và các anh chị vào kỳ tới. Chí Minh á, thì chắc chắn rằng là dân chúng có nhiều người biết được sự thật, nhưng mà cái điều mà quan trọng đó là đảng viên cộng sản. Và cái đảng viên cộng sản họ không phải là những người mà quá ngu để mà không biết sự thật, nhưng mà tại sao họ vẫn tin? Có thể là họ tin giả, họ có thể là tin thật. Tại sao có cái điều đó xảy ra? Tại sao họ không dám chống lại và Hồ Chí Minh? Câu hỏi rất là quan trọng. Thứ nhất á, tại Việt Nam có câu nói là phải giữ chùa để ăn oản. Tức là bây giờ đó, tất cả mọi người mà trong đảng sản xuất phải bảo vệ cái đảng để chia vậy nó bám vào đó, chúng mình đó để ăn. Nếu bây giờ mà cái đảng cộng sản sập xuống rồi ăn cái gì nữa? Cho nên không phải họ là những người không biết đâu, không biết. Thật sự trong lòng họ, Hồ Chí Minh chẳng là cái gì cả. Hồ Chí Minh bây giờ chỉ là cái xác thối mà thôi. Nhưng mà bắt buộc phải bảo vệ, phải tô son, đánh phấn để chia vậy, để mà tạo ra một cái như là một cái thế chính thống, để mà cho cái chế độ nó còn tồn tại. Và có như thế đó thì người ta mới có chế độ ăn. Thành ra bây giờ tôi nói rằng vấn đề tham nhũng chẳng hạn thì tôi không thấy làm lạ một chút nào cả, bởi vì công an là được chế độ nuôi giống như bầy chó giữ nhà, thì nuôi chó phải cho nó ăn chứ. Và chó mà không cho nó ăn thứ nhất là không giữ nhà, thì nó cắt lại chủ nữa. Cho nên vấn đề công an, vấn đề cảnh sát gì đó trong nước mà ăn hối lộ tham nhũng là chuyện tự nhiên phải có, tự nhiên phải có, bởi đó là chặt đảng chủ trương cho chúng nó phải ăn để nó bảo vệ chế độ.
Chứ tôi nghĩ rằng đó, sở dĩ mà những người công an quân đội bây giờ họ còn cái mà tập trung lại sức lực để mà bảo vệ cho đó, chẳng như là cái quyền lợi không mà thôi, chứ không có phải gì lý do dân tộc gì lý do giải phóng quyền hư về vấn đề đánh đuổi ngoại xâm gì cả, chẳng ai quyền lợi mà thôi. Đó là tôi cho là cái lý do lớn nhất mà người ta vẫn bây giờ vẫn còn nhìn thấy được rằng đó là tại sao các những người nhân viên, những người cảnh sát đó, họ vẫn công an nó vẫn còn cái là điên cuồng trong việc mà bảo vệ cho đội là vậy đó. Đó là ví dụ tôi có thể anh Diễm và xin bổ túc thêm đúng như là Linh Mục Lễ vừa nói đó, là bây giờ cái Hồ Chí Minh đó, thì thực ra thì bây giờ hỏi rằng là ngay các đảng viên và dân tộc Việt Nam đó có coi Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc hay không, hay là một nhà lãnh đạo tài ba hay không, thưa không. Là vì thứ nhất á, là cái thế giới cộng sản nó sụp đổ rồi, mà vì vậy cho nên chủ thuyết cộng sản cũng sụp đổ rồi, không ai tin nữa. Thế bây giờ lấy chỗ nào để bám víu, để làm cái chỗ tựa tinh thần, thì bây giờ chỉ còn lấy cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Chẳng có tư tưởng gì cả, đạo đức Hồ Chí Minh chẳng có đạo đức gì cả, nhưng họ lấy cái đó làm cái chỗ tựa tinh thần. Và khi mà làm chỗ tựa tinh thần đó để làm gì? Để làm cái vỏ bọc thôi chị. Cái vỏ bọc là vì thế này, cái chế độ này bây giờ đó tin tưởng không còn, lý thuyết không còn, không còn gì cả, nhưng mà còn một chút rất là lớn, đó là quyền lợi. Cho nên bây giờ làm cái vỏ bọc để làm sao để tiếp tục giữ được cái quyền lợi đó. Và Hồ Chí Minh là cái vỏ bọc để mà vỏ bọc để cho những đảng cộng sản, cho những cán bộ lớn đó là dùng cái vỏ bọc đó để mà tạo quyền lực, thu vét cái tài sản của dân chúng. Cho nên chúng ta thấy là rất là rõ ràng, và họ có cái nồi cơm họ phải bảo vệ, cho nên họ phải bám vào đó, mà bám đến lúc mà không còn bám được nữa thì nó phải nhả thôi. Nhưng mà dân Việt phải làm sao cho họ nhả cái nồi cơm đó, phải trả nồi cơm đó lại cho dân tộc Việt Nam. Đó là mới cái chuyện chính đó. Gì còn cái nói là tư tưởng Hồ Chí Minh rồi đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là lá khoét thôi. Dạ, thôi chị, lá khoét mà đúng anh nói đúng. Dạ vâng, thì bên cạnh vấn đề mà coi cộng sản mà đưa cái hình ảnh của Hồ Chí Minh ra, thì thứ hai nữa là vấn đề của điều 4 hiến pháp cộng sản. Trong cái những cái hiến pháp của cộng sản, cái điều 4 là cái điều là hoàn toàn nó vô lý và trái ngược lại tất cả những hiến pháp trên thế giới. Chỉ có đảng cộng sản mới có độc quyền gọi là thống trị trong đất nước Việt Nam thôi. Và chính vì nếu mà chúng ta đưa đến sự thật làm thế nào để bẻ gãy cái điều 4 hiến pháp của cộng sản. Và thứ hai nữa là cái hình ảnh coi như là giải tưởng Hồ Chí Minh, tại vì hiện tại trong nước thì cộng sản đưa ra những cái chương trình để mà coi như là tôi học lại những tư tưởng Hồ Chí Minh, thật sự tư tưởng Hồ Chí Minh có gì để mà học. Và có lẽ là tại vì sau cái cuốn video sự thật về Hồ Chí Minh của Phong Trào rồi tại đó Sài Gòn ra, thì bắt đầu họ mới trở lại về cái gọi là cho học tập về cái tư tưởng Hồ Chí Minh, để họ sợ rằng nghĩa là những cái điều không may mắn sẽ đến với cái chế họ, để đồ họ sau cái cuốn DVD nào đi vào trong quần chúng nha. Sẵn rồi thì tôi xin bổ túc thêm là bây giờ thì như là chỉ có biết rồi, cách đây một tháng hai tới nay tôi đã có ra một cái trang Facebook của tôi, và tôi phát động chiến dịch đốt xác Hồ Chí Minh. Nghe tên thì nhiều người nói rằng ô thì tôi dự dĩ như là cô biết là tôi thì nhận được lời chửi không biết bao nhiêu bà kể, nhưng mà thế này có lý luận. Thứ nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta không có cái tục lệ thờ xác chết, không có, từ xưa thì không có, cái đó là một chuyện. Thứ nhì nữa đó là tôi nói chuyện này cái mặt kinh tế đó, thì xác chết Hồ Chí Minh để nói thì biết bao nhiêu tiền bạc phải đổ vô để cho một cái trang điểm cho xác chết đó vì lý do chính trị. Nhưng điều thứ ba tôi nói một cách công tâm đó, nó có công tâm đó, là tôi thấy tội nghiệp cho Hồ Chí Minh không siêu thoát được, không siêu thoát được, mà rồi đó cái thân xác để đó rồi người ta nhạo báng thì như là chỉ biết trong người này khắp nơi là miền Nam này nhiều hơn. Nhiều khi người ta nói rằng là tôi thăm Lăng Bác để tôi đang đi đường ghé gặp cái nhà nho nhỏ thân người tôi thăm Lăng Bác chung, cái chữ đó là chữ nhục mạ, sỉ vả. Dầu sao đi nữa Hồ Chí Minh cũng là một nhân vật trong lịch sử, để như vậy đó là một sự sỉ mạ rất là nặng nề đối với cái con người đó. Mà những kẻ đồ đệ của ông ta đó đã dùng cái xác chết của ông ta đó vì quyền lợi để mà cho con người đó bị sỉ mạ như thế đó là một điều sỉ nhục rất là lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc tốt nhất đó, mà hợp với lòng dân tộc mình bây giờ đó là phải đốt cái xác Hồ Chí Minh, đốt nó đi để cho ông ta được siêu thoát sau đó. Và cái sự mà kêu bằng nghĩa là sỉ vả một cách thậm tệ, một cách nặng nề như vậy đó, nó không còn xảy ra trong cái dân tộc ta nữa. Mà ngày nào cái xác Hồ Chí Minh còn để đó là còn một cái chứng ngại còn rất là lớn trong cái sự cái nhìn chung của dân tộc mình về cái tương lai của mình. Cho nên cá nhân tôi luôn luôn tôi nêu cao một cái chiến dịch mới đây thì Trịnh Hòa, họ đưa Trịnh Hòa ra, họ nói rằng là họ đã chiếm Hoàng Sa Trường Sa từ thế kỷ 14, 1413. Rồi họ nói rằng là Trung Quốc cũng đã khám phá ra Mỹ Châu năm 1421.
Rồi họ nói rằng như vậy là cả Biển Đông đó, cái lưỡi bò vẽ ra là thuộc về Trung Quốc, rõ ràng là sự cắn trần. Và đặc biệt là mới đây là họ đã bắt các ngư dân đánh chìm những cái tàu ngư dân mình này. Rồi đặc biệt là họ cắt dây cáp luôn cả những cái tàu mà của cái công ty dầu khí. Rõ ràng ngang ngược lắm, cắt lần thứ nhất, bây giờ cắt lần thứ hai nữa. Cho nên trong nước có nhiều cuộc biểu tình. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Tổ quốc lâm nguy thật sự. Lâm nguy là vì nếu mà chúng ta không có đẩy được ngoài bang thì chúng ta sẽ bị hán hóa thêm một lần nữa. Nhưng mà cái đáng buồn nhất đấy là chế độ cộng sản lại là tiếp tay để mà bán nước, cái đó mới là cái nguy hiểm. Cho nên hồi nãy Linh Mục Lễ nói đó, là nếu mà chúng ta muốn chống ngoại xâm một cách hoặc phải nói là tích cực và hữu hiệu thì bắt buộc phải loại bỏ chế độ cộng sản. Tại vì nếu cộng sản còn đó thì chắc chắn chúng ta không thể chống được ngoại xâm. Vì vậy cho nên cái hiểm họa này là hiểm họa cả hai phần, một phần là đối đầu với ngoại xâm, một phần là đối đầu với đối thủ, và dân tộc Việt Nam phải đứng lên để đối đầu như vậy rất là lớn. Xin Linh Mục Lễ tiếp tục. Vâng, là tôi xin bổ túc cái hồi nãy là thì ngài có nói về cái chữ gọi là biển ngư đó. Thật sự ngày xưa đó, khi mà Trung Cộng nó muốn chiếm một đất nước nào, nó đánh trận nào, nó biển ngư, tức là người nó dư quá dư đi, có chết chừng chục triệu, trăm triệu hay là 500 triệu đi nữa đó, cũng chẳng thua gì hết, biển ngư gọi là phí. Bây giờ đó thì họ không còn biển người kiểu mà cầm súng chạy vô rồi bắn nữa bây giờ, nhưng mà bây giờ họ vẫn là biển người. Biển người của họ nó thâm độc hơn nhiều, và tôi nghĩ cái biển người này mới là đấy là một điều mà tôi xin chia sẻ với tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước, nó nguy hiểm gấp trăm lần hơn cái biển người mà cầm súng bắn nữa. À thế nào, bây giờ đó cái chế độ bằng cơ bằng rước giặc vô nhà đó là cho cộng sản Việt Nam rước giặc vô nhà, cho Trung Cộng những cái địa điểm trong đất nước mình để họ lập thành những cái khu mà chúng ta gọi là như thế, dùng chữ là Star Town á, khu vực tự trị, đưa qua khai thác mô xích, khai thác tài nguyên, rồi họ đưa dân họ qua, rồi thì như là chị biết rồi đó, dân tàu thì rất là đông, đông lắm. Dù có nhu cầu của họ là phải tìm cái chỗ nào để mà sống, qua đó rồi thì nó phải có gia đình chứ, phải vợ con chứ, đâu phải sinh đẻ chứ, thì vợ con sinh đẻ ra lấy vợ những người trong người cao nguyên chẳng hạn, rồi từ Việt Nam chẳng hạn, từ từ cái dòng máu là từ từ để sinh ra cuối cùng rồi đó thì cái máu Hán đó nó sẽ đông hơn cái máu Kinh, cái máu Hán sẽ đông hơn máu Kinh của mình, và cái số người Hán đó từ từ nó sẽ hiện diện khắp nơi từ đến nước này. Bây giờ mình nói đây đó là phải nói chuyện lâu dài, đừng có thể nói chuyện năm nay hoặc chục năm tới mà đây là có thể 100 năm sau. Thì chừng đó mà cái gì xảy ra, chừng đó đất nước này nó không cần biển người nào cả, mà chỗ nào cũng là dòng máu Hán tộc nó đầy dậy hết đó. Thì tôi hỏi gì, đất nước chúng ta về sau nó là cái gì? Cho nên tôi nghĩ rằng đó, như anh chị vừa nói đó, đúng, đây là một cái quốc nạn rất là lớn, rất là lớn, chứ nó không đơn giản giống thể là một vài trận đánh đâu, không phải đâu, không phải. Chúng ta cũng có nói tới chuyện trấn Trung Cộng bây giờ bằng cách mộ lính mộ quân rồi, nghĩa là đem tàu ra ngăn chặn tàu Trung Quốc, thì không phải nữa. Nó xâm chiếm bằng kinh tế, tài sản đất nước chúng ta bây giờ đó bị tràn ngập bởi hàng hóa Trung Quốc đưa qua không cần thuế má gì cả, thì từ từ rồi cái kinh tế nó đã lũng đoạn hết, thì cái dân tộc Việt Nam chúng ta cứ ngã theo cái nền kinh tế rẻ tiền của Trung Quốc thôi. Thứ gì đó là tôi nói là cái nạn mà hán hóa đó là cái nạn rất là kinh khủng. Cho nên tôi xác nhận một lần nữa, và đây là lập trường chính thức của lực lượng dân tộc của người Trung Quốc, không bao giờ chúng ta có thể chống ngoại xâm Trung Quốc hữu hiệu nếu chế độ rước giặc vào nhà là chế độ cộng sản còn đó. Cho nên cái ưu tiên hàng đầu đó của lực lượng dân tộc của người Trung Quốc đó là phải vận dụng sức mạnh của quần chúng, sức mạnh dân tộc đứng lên loại bỏ được chế độ rước giặc vào nhà, rồi mới có thể tính cái chuyện chống ngoại xâm. Bằng không chúng ta sẽ bị cái một cái nguy hiểm này. Bây giờ sẽ có những người nghĩa là ru ngủ ra, ôi thôi được, bây giờ khoan đã, khoan tính chuyện chống cộng đã, khoan đã, bây giờ chúng ta dồn lực lượng vô cùng với chính phủ Việt Nam lo chống Trung Quốc, chừng nào chống xong tính. Đây là một âm mưu rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tôi nhắc lại vô cùng nguy hiểm. Bây giờ những cuộc biểu tình trong nước, chúng ta nghĩ rằng bây giờ thì khắp nơi biểu tình, không bao giờ người cộng sản Việt Nam khoanh tay ngồi nhìn dân chúng xuống đường chống cộng sản, không bao giờ, không bao giờ. Hoặc là họ sẽ đàn áp cho bằng được. Nếu không đàn áp á, họ sẽ biến biểu tình này đó có lợi cho họ. Tôi nói thí dụ, họ rất có thể xua ra chừng 500, 1.000, 5.000, 10.000 công an mặc thường phục đi vô trong cái biểu tình đó, in ôm Hà Nội Chí Minh,
đi và nói là trong khi mà những khẩu hiệu đã đảo cộng sản xâm lược thì chúng ta thì lại có khẩu hiệu là ủng hộ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đang muốn năm chẳng hạn. Yeah. Tức là vô tình đó là củng cố cho cái thế lực đàn áp, thế lực bất nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một âm mưu rất lớn mà tôi xin cảnh cáo tất cả người đọc nhẹ dạ hãy coi chữ âm mưu đó. Dạ, cảm ơn cha. Vâng, thưa quý vị. Vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng và giáo sư Phạm Cao Dương xin được trở lại với quý khán giả trong chương trình Đại họa mất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay trong chương trình hội luận trong studio của SBTN, Trần Thắng đang có giáo sư Phạm Cao Dương cũng có mặt trong chương trình. Và qua hệ thống Skype, ngày hôm nay đài truyền hình SBTN đã mời được 3 vị chủ tịch. Thứ nhất là anh Trần Xuân Sơn, là hiện tại là chủ tịch Hội Người Việt Quốc gia tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Anh Lê Quang Thành là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Munich, Đức Quốc. Và tiến sĩ Lê Thị Ngọ, hiện tại là đương kim chủ tịch ban giám sát cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Washington State. Và để trước khi bắt đầu chương trình thì hắn xin mời giáo sư Phạm Cao Dương có vài lời khuyên giảng của SBT nè. Xin kính chào tất cả các vị thính giả, xin kính chào tiến sĩ Lê Thị Ngọ, chào Thành và chủ tịch ở bên Munich. Dạ vâng, xin mời giáo sư. Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ, thì hắn xin mời anh Trần Xuân Sơn, chủ tịch Hội Người Việt quốc gia tại Lausanne, Thụy Sĩ có vài lời với khán giả của SBT nè. Quốc gia Lausanne của Thụy Sĩ. Xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN và kính chào quý vị buổi hội mộng ngày hôm nay. Dạ, xin mời anh Lê Quang Thành, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Munich, Đức Quốc ạ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi tên là Lê Quang Thành, chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do tại Munich, Tây Ban Nha. Có lời chào đón quý khán giả của đài truyền hình SBTN Hoa Kỳ và tất cả tham gia trong buổi hỏi luận ngày hôm nay. Dạ vâng. Dạ, chúng ta xin mời tiến sĩ Lê Thị Ngọ, đương kim chủ tịch của Ủy ban giám sát cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Washington ạ. Kính chào Trần Thắng, kính chào giáo sư Phạm Cao Dương, kính chào tất cả quý vị hội luận viên hôm nay và các chiến hữu và tất cả các khán giả theo dõi đài SBTN hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả của đài truyền hình SBTN, vào ngày hôm ngày 24 tháng 7, tức là ngày hôm nay của Hoa Kỳ, nhưng mà thực sự là ngày hôm qua của Hà Nội, tại Việt Nam đã có một cuộc biểu tình xảy ra, gồm khoảng 600 người tham dự. Trần Thắng xin mời quý khán giả theo dõi một đoạn video ngắn đã được thâu lại từ cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 vừa qua. Đặc biệt trong cái đoạn video này, quý khán giả sẽ nghe thấy nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi của nhạc sĩ Trúc Hồ đã được hát lại trong đoạn biểu tình tại Sài Gòn vào ngày 12 tháng 6. Và sau đó là cái cuộc biểu tình tại Hà Nội xảy ra ngày 24 tháng 7. Và xin mời quý nhà theo dõi phần video. Lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian sang, ta phải chết cho quê hương. Quyết bảo vệ gian sang, tầm tất tất, tầm cây cỏ, tầm con đường, tầm khu vườn, tầm quê hương. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu lạnh, thần quyền thiết dân. Đáp lời sông núi, kính thưa quý khán giả của đài truyền hình SBTN, đó là một đoạn video được thâu lại. Cuộc biểu tình ngày hôm qua tại Hà Nội ngày 24 tháng 7, đó là cuộc biểu tình lần thứ 8 chống lại cái sự xâm phạm lãnh thổ của Liên minh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cái phần đầu tiên của video như quý khán giả đã thấy là ngày sáu tại cuộc biểu tình tại Sài Gòn thì bản nhạc Đáp Lời Sông Núi cũng đã được hát ca vang tại một cái cuộc biểu tình ngày hôm đó. Như chúng ta cũng biết, bản nhạc phẩm này đã được sáng tác bởi nhạc sĩ Trúc Hồ tại một lớp học của đài SBTN.
Và kính thưa quý nhà, để mở đầu chương trình của cuộc hội luận ngày hôm nay thì ngành xin được có một câu hỏi chung gửi đến cho tất cả các vị chủ tịch cộng đồng ba vị ở đây liên quan đến tình hình đất nước. Câu hỏi đầu tiên đó là đứng trước cái tình hình của đất nước Việt Nam hiện tại dưới sự thực dân hóa của Trung Cộng, và cũng như qua trong cái việc mà chúng ta cũng đã biết trong thời gian vừa qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có hành động nào để gọi bảo vệ chủ quyền của mình cũng như bảo vệ ngư dân, thì thưa tiến sĩ Lê Thị Ngọ, anh Lê Quang Thành cũng như anh Trần Xuân Sơn, với tư cách là chủ tịch cộng đồng tại Đức Quốc, tại Lausanne, Thụy Sĩ và cũng như tại tiểu bang Washington State, xin cho quý khán giả của SPM được biết cái quan điểm của mình về cái tình hình như thế nào. Thường án có lẽ ở đây thì tiến sĩ Lê Thị Ngọ là người lớn tuổi nhất, thường án xin mời tiến sĩ Lê Thị Ngọ phát biểu trước ạ. Thưa quý vị, vấn đề mà Trung Cộng đã có cái âm mưu để mà thôn tính Việt Nam thì nó quá rõ ràng rồi. Bây giờ vấn đề thái độ của Hà Nội thì chúng tôi nghĩ như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng cái thái độ mà từ nhiều tháng nay của Hà Nội đó, nó biểu lộ ra một cái con đường sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ lúc mà đã lựa chọn cái Đảng Cộng sản và lựa chọn Trung Cộng để làm đồng minh, để mà thi hành những cuộc chiến tranh ở trên đất nước, thì bây giờ đó Hà Nội đã bị kẹt trong cái thế không có thể làm gì khác được. Họ là con tin của Trung Cộng, họ không có thể làm gì khác được. Cho nên cái nguồn gốc của cái thái độ của họ hôm nay đó là nó do một cái lịch sử sai lầm của Đảng Cộng sản trong quá khứ. Tuy nhiên rằng trước cái tình hình mà hiện giờ đó là tổ quốc rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta làm sao để mà gác lại những cái vấn đề mà trách cứ quá khứ. Bây giờ chúng ta nên nhìn về phía trước để mà cùng đóng góp, để mà cứu người tổ quốc. Thì đó là trong cái thông cáo chung của Bắc Kinh muốn dùng cái đó làm một cái căn cứ để mà chứng minh chủ quyền của họ. Họ không có làm được việc đó, bởi vì cái lúc bây giờ là Hoàng Sa nó thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Cái anh chàng mà đi lợi đi mua một cái nhà mà của người khác đứng, rồi bây giờ là nói rằng cái nhà của tôi, mà tại sao mà ngày 1958 mua nhà mà tới 1974 mới nhảy vô đưa quân đội xuống chiếm của mình. Cái chuyện những chuyện đó không, thế giới không có ai mà nghe lọt lỗ tai hết trơn. Thành ra chúng ta phải cực lực, người Việt mọi nơi phải cực lực đã phá hai cái điểm đó. Điểm thứ nhất, văn kiện vô giá trị. Thứ nhì, lập luận của Trung Cộng hoàn toàn là không có chấp nhận được. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Ngọ rất nhiều. Nhưng mà ở trong luật pháp của Hoa Kỳ cũng như trong luật thì thường thường là cái mà nó gọi là intent, tức là chứng minh cái chủ ý. Trong trường hợp này, cái công hàm của Phạm Văn Đồng nó nói lên cái intent là cái ý muốn bán cái lãnh hải 12 hải lý cũng như trong đó Hoàng Sa, có Tây Sa và Nam Sa, như là phía bên Trung Cộng đã nói là Hoàng Sa, Trường Sa trong trường hợp này. Ở đây đồng ý với tiến sĩ Lê Thị Ngọ là cái văn bản nó không có giá trị về mặt pháp lý. Tuy nhiên cái intent, tức là cái cố ý, cố tình mà anh đem lãnh thổ của anh đem bán cho người khác dù anh không có là của anh, nó vẫn nói lên cái tình, nói cái quan điểm bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường hợp này. Vâng, với cái số điện thoại là 714-638-8890, thì anh xin mời quý khán giả có thể gọi vào trực tiếp để có cái góp ý với đài truyền hình SPTN cũng như với lại các diễn giả ở trong đài truyền hình SPTN liên quan đến công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 1958 của Phạm Văn Đồng, đặc biệt là báo Đại Đoàn Kết vừa mới đưa ra một bài bình luận để chống chế cho cái công hàm này. Từ đó xin mời vị khán giả đầu tiên của SPTN. Hello. Dạ vâng, xin mời ông ạ. Hello. Xin lỗi, tôi có một chút đối chiến về hội luận về đại hỏa mất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái câu hỏi kế tiếp thì anh xin được gửi đến cho giáo sư Phạm Công Dương cũng như các vị chủ tịch cộng đồng tại Đức Quốc, tại Thụy Sĩ và cũng như tại Washington State, là chúng ta biết là tuần lễ vừa qua báo Đại Đoàn Kết đã đưa ra chính thức công nhận là có cái công hàm của Phạm Văn Đồng mà họ đã giấu giếm trong thời gian vừa qua, cái ngày 14 tháng 9. Vậy trong những ngày kế tiếp, với tư cách là chủ tịch cộng đồng hội người Việt tại quốc gia tại Lausanne, Thụy Sĩ cũng như chủ tịch cộng đồng người Việt tại Munich, Đức Quốc,
cũng như chủ tịch ủy ban giám sát của cộng đồng người Việt quốc gia tại Washington State. Thì ở tại địa phương đứng trước cái tình hình đất nước như thế thì xin anh Sơn, anh Thành cũng như tiến sĩ Lê Thị Ngọ nghĩ thế nào về cái việc mà một cái giải pháp cho Việt Nam trong những ngày sắp tới, đặc biệt là chúng ta là những người cộng đồng ở hải ngoại, thì trong tuần lễ vừa qua ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch cộng đồng người Việt tại Washington State, Washington, Virginia và cũng như là đã đưa ra một cái ý kiến là cái ngày 14 tháng 9 cộng tất cả cộng đồng người Việt trên thế giới cùng tổ chức một cái ngày tưởng niệm biểu tình để nói lên cái ngày mà Cộng sản Việt Nam đã bán nước Việt Nam một cách chính thức trên mặt bản. Thì không biết là cộng đồng của người Việt tại là Thụy Sĩ cũng như Đức Quốc và cũng như tại Washington nghĩ gì về cái đề nghị này và cái giải pháp gì cho Việt Nam trong ngày sắp tới. Thì đáng xin mời anh Trần Xuân Sơn là chủ tịch Hội Người Việt Quốc gia tại cộng đồng người Việt chúng tôi ở tại Đức Quốc thì mình chỉ là cái cộng đồng, cho nên là những giải pháp, những cái suy nghĩ để có một giải pháp nào đó thì chỉ là một cách nhỏ bé có thể dùng để tiếp tay hậu thuẫn cho bà con trong nước đứng lên giành lại quyền con người cho người mình. Tức là ở ngoài này chúng ta biểu tình lên án phạch trần tất cả mọi tội lỗi sai lầm của Cộng sản Việt Nam từ khi mà họ cưỡng chiếm Việt Nam hay kể từ khi cả cái đảng Cộng sản họ thành lập cho tới bây giờ đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta đã làm, biểu tình trình bày tất cả mọi vấn đề đó, và nhất là ta chống lại cái nỗ lực của Cộng sản ở hải ngoại này nhằm thực hiện cái nguyện quyết 36 của họ, tức là làm sao để mà ru ngủ cái người Việt và nước ngoài này quên đi tất cả những vấn đề chính trị, vấn đề thời sự của đất nước, vấn đề của đất nước, mà hãy lo lắng những chuyện khác, chuyện ăn chơi, văn hóa, văn nghệ, từ thiện, hoặc là nhảy đầm, hoặc là gì đó, hoặc là thi hoa hậu. Đó là một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đã tổ chức những cuộc biểu tình chống lại cái việc thực thi những cái 36 đó. Họ tổ chức thi hoa hậu chẳng hạn, chúng tôi đã tổ chức biểu tình chống đó, hoặc là khi phó thủ tướng của Việt Nam Cộng sản là Phạm Gia Khiêm đến vùng Đức Quốc, chúng tôi cũng tổ chức biểu tình để chống lại và ra thông báo tuyên báo cho tất cả mọi người dư luận của Đức cùng biết được là tình Việt Nam như thế nào, người Đức ở đây phải đừng có giúp đỡ cho Việt Nam nữa đó. Còn về cái vấn đề mà như cách đây một tuần lễ mà ông Đỗ Hùng Anh đã đề nghị là chúng ta hãy dùng ngày 14 tháng 9 để mà là tổ chức cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới, trên Hoa Kỳ này kia đó, thì theo thiện ý của chúng tôi đó, nghĩ là chúng ta có thể biểu tình bất cứ lúc nào chống Trung Cộng, chống Việt Cộng, nhưng không nhất thiết chúng ta dùng ngày 14 tháng 9, là bởi vì khi chúng ta dùng ngày đó cái công ước, tôi xin lỗi, cái công hàm của Phạm Văn Đồng, nếu đứng trên bình diện công pháp quốc tế nó chả có một cái giá trị gì hết, bởi vì nhiều lý do mà ai cũng biết rồi, không ai mà có thể nhường cho người khác một cái gì mình không có ở trong tay người khác, cái đó là rõ ràng rồi. Và cái tính chất hợp pháp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũng như quốc gia Việt Nam hồi trước năm 1975 đến bây giờ Hà Nội phải công nhận, thì cái công hàm của Phạm Văn Đồng đó nó nói rõ lên cái bản chất của cái chính quyền Hà Nội là như thế nào ngay từ những ngày đầu, từ năm 1950 khi họ nhận viện trợ của Trung Cộng và mở rộng cái biên giới của miền Bắc Việt Nam cho sự xâm nhập của Trung Cộng vào Việt Nam. Thế và thứ hai nữa là trong cái chuyện tranh chấp này nó không phải chỉ là giữa Việt Nam Trung Quốc không mà thôi, nó là liên hệ tới nhiều quốc gia khác ở trên thế giới. Thế thành thử ra ngày 14 tháng 9 nó vẫn là một cái ngày mà chúng ta cần phải nói rõ lên cái nguồn gốc của nó làm sao, và cái chế độ cầm quyền Hà Nội bây giờ nó làm sao, cái sự bất lực của nó và cái bản chất của nó. Cho nên ngày 14 tháng 9 tôi được nghe nhiều người nói nó được coi như là một ngày quốc nhục của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng xin thêm một chút nữa là cái bài báo đại đoàn kết đó, nó không được phổ biến ở Việt Nam đâu, và cái công hàm của Phạm Văn Đồng này cũng không hề được mấy người trong nước biết, họ bưng bít từ xưa đến giờ chưa bao giờ họ nói tới cả. Và cái tờ đại đoàn kết nó chỉ là một cái tờ báo của một cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản mà thôi, cái tờ báo đó không được nhiều người đọc. Và cái bài báo đó tôi cũng nghĩ rằng đó là một sự tránh né của chính quyền Hà Nội nói riêng, nói chung, và của Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam nói riêng. Cái đó là một hình thức họ
gián tiếp trả lời cho 18 vị trí thức Hà Nội trong cái văn thư họ gửi cho Bộ Ngoại giao. Thế và nó không hề được đăng trên những tờ Nhân dân Nhật báo hay là Quân đội Nhân dân. Dạ vâng, để thành thử ra mình nên để ý. Và cái vấn đề của chúng ta là làm sao trong nước họ biết rõ cái nguồn gốc đích thực của sự cái hiểm họa bất nước này nó là ở đâu, để nó không phải là Trung Cộng. Cho nên khi được tin các đồng bào của chúng ta ở bên Úc Châu hàng 2.000 người biểu tình trong một cái ngày lạnh giá dưới 3 độ dưới 0 độ đó, thì họ không phải chỉ biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc mà họ biểu tình ngay trước tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam, trước rồi sau mới sang bên kia. Điều đó chứng tỏ rằng họ nhận thấy rõ cái mối nguy cơ đích thực nó nằm ở đâu, chứ không phải là nó nằm ở Trung Quốc. Còn cái chuyện mà kiện tụng hay các thứ đó thì người ta không có căn cứ vào những cái quan điểm của phía bên này bên kia, mà căn cứ vào những văn kiện, căn cứ vào những gì mà công pháp quốc tế được quy định. Được rồi, Trần Thắng hoàn toàn đồng ý với lại cái ý kiến của giáo sư Phạm Cao Dương. Chúng ta cũng nên nhắc là ở đây đó là cái công hàm của Phạm Văn Đồng đó. Đôi khi chúng ta cứ nói rằng là đây là của công hàm bán Hoàng Sa Trường Sa, nhưng thực chất chúng ta chỉ nhìn kỹ một điều đó, Hoàng Sa Trường Sa đồng ý rằng là ngày xưa đó là nằm dưới cái sự kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà điều quan trọng nhất cái công hàm này là gì, là công nhận cái quyền lãnh hải 12 hải lý. Nên nhớ rằng là Cộng sản Việt Nam vẫn chấp nhận cái quyền kiểm soát lãnh hải 12 hải lý mà phía bên Trung Cộng đưa ra, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là cái điều quan trọng nhất, là cái công hàm ba nước như thế. Và hoàn toàn đồng ý với giáo sư rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam đã để cho Mặt trận Tổ quốc là một tổ chức ngoại vi nêu lên công hàm này, mà ngay chính Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, ngay cả tất cả những cái cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam không hề đứng ra nói là cái công hàm này, mà để cho một cái tổ chức ngoại vi thế nói cái lượng vấn đề này. Cho nên chúng ta mới để ý, chúng ta thấy rõ là cái thâm ý của phía bên Cộng sản Việt Nam là như giáo sư vừa trình bày. Vâng, và trước khi trở lại cái phần có việc góp ý của quý khán giả của SBN, thì xin mời quý nhà theo dõi phần thông tin thương mại của truyền hình SBN. Sau đó giáo sư Phạm Cao Dương, Trần Nắng, tiến sĩ Lê Trịnh Ngọ, anh Lê Quang Thành và Trần Sơn Sinh sẽ trở lại với quý khán giả. Và phần thông tin thương mại của truyền hình SBN sau đây, Trần Nắng và giáo sư Phạm Cao Dương sẽ trở lại với quý khán giả trong phần hội luận về đại hòa mất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là phần góp ý của quý khán giả liên quan đến cái công hàm bán nước của phía bên Cộng sản Việt Nam do Phạm Văn Đồng ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 mà tại đại đoàn kết đã chính thức công nhận có cái công hàm này, và đã viết một bài báo và tuần của Đan Nát qua đó cũng đã đăng lại cái tờ bài báo này. Và Trần Thắng xin mời vị khán giả kế tiếp trình bày của SBTN. Hello, dạ xin mời ông hoặc bà. Rằng là không ai có quyền nhân danh bất cứ một người nào, một đoàn thể nào ấy, hay là bất cứ có thể coi cái vấn đề mà tự bán nước, tự dâng hiến đất đai cho ngoại bang. Cái thứ hai, đó, vấn đề đó là vấn đề của chung, họ không thể giữ riêng, họ cứ giấu giếm, họ ký những cái thỏa ước, những cái mà chỉ riêng họ với lại Đảng Cộng sản Trung Hoa biết. Cái thứ ba nữa, tôi thấy cái việc chọn cái ngày 14 tháng 9 để mà biểu dương lực lượng, nó là một cái điều hết sức tốt. Thứ nhất là tố cáo được lột cái mặt nạ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói rõ là các anh là những người bán nước, các anh không có cái thẩm quyền gì, mà các anh cũng không có tư thế gì để mà đại diện dân chúng Việt Nam nói chuyện với lại Trung Cộng. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể biểu dương được cái sự mà đồng bào gọi là toàn dân đồng lòng, đồng sức, chúng ta sẽ tạo được sức mạnh, tạo được cái ảnh hưởng với thế giới, và chúng ta có thể đẩy mạnh cái phong trào dân chủ ở trong nước để mà thay đổi cái chế độ. Chỉ có một cái cách thay đổi chế độ mới có thể cứu nước được, tại vì Cộng sản bây giờ sau khi đã ký bao nhiêu giấy tờ, đã hứa hẹn bao nhiêu, họ không có tư thế gì để mà đứng nói chuyện với thành phố Việt Cộng sản. Họ má hát miệng, bây giờ là họ mắc quài. Và chúng tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta biểu dương được, nhưng tôi chỉ xin đóng góp một cái đề nghị là cũng có rất nhiều dân tộc giống như chúng ta. Ví dụ như là dân tộc những người tôi có được dịp tiếp xúc với Tây Tạng, rồi Vinh Viết, rồi dân tộc Phức Kyrgyzstan, Mongol. Việt Nam đã công nhận quyền chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa rồi, không gì tranh cãi cả. Trong cái thông cáo chung của phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam không hề nhắc đến cái điều này. Đến mãi sau khi mà Cộng sản Việt Nam đưa cái vấn đề này ra, thì báo đại đoàn kết mới phải bắt buộc nhắc đến cái công hàm này. Cho nên ở đây chúng ta không cần phải tranh cãi cái tính cách giá trị nó nữa. Cái vấn đề là cái hành động bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã rõ như ban ngày rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Cái vấn đề đặt ra là trong ngày sắp tới chúng ta cần phải làm gì để chúng ta phải cho lịch sử Việt Nam, quốc dân Việt Nam từ đây đến trong tương lai và trong 1000 năm sau nữa biết rằng cái hành động bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay
Đó, xin mời anh có thể nghe. Cũng xin thưa với lại Tường Thắng là trong cái vấn đề mà chúng ta đang bàn cãi ngày hôm nay ở đây thì chúng tôi thấy là có một cái vấn đề rất là then chốt, là vấn đề truyền thông. Trong cái cuộc đấu tranh của người Việt của chúng ta ở hải ngoại giống như trong nước đó, là chúng ta đấu tranh để mà thay đổi được đất nước của chúng ta, được chúng ta lấy được cái quyền lãnh đạo của đất nước chúng ta. Nhưng mà sự thật rất là nhiều người trong nước vấn đề tin tức không được đến với họ. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai mỗi một người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta là một người chiến sĩ trong vấn đề truyền thông, một người lính trong vấn đề truyền thông, một người sẵn sàng đưa những cái tin tức cho con em của chính mình, đưa tin tức cho những người bà con bạn bè của mình, và đưa những cái tin tức để thấy được rằng người cộng sản là những người đã dâng đất nước của chúng ta và đã đưa chúng ta đến một cái đại họa ngày hôm nay. Do đó nên cái công tác truyền thông rất là quan trọng. Chúng ta phải nghĩ được rằng là vì người dân ở trong nước chúng ta không phải ai cũng có được internet. Do đó nên làm thế nào để những cái bản tin mà chúng ta đang có được, hoặc là những cái tin tức mà chúng ta đang có được, tới tận nông thôn, tới tận vùng quê, đối với những người nông dân nghèo nàn đang bị khổ sở vì cái tai nạn của người cộng sản, phải hiểu được là đất nước của chúng ta đang có một cái đại họa, và đại họa đó sẽ đưa họ trở thành những cái người trở thành những người giống như người nô lệ cho người Trung Cộng một cái ngày nào đó mà họ không hề biết đến. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta cụ thể hóa những công tác của chúng ta, và chúng ta có được cái buổi đầu tiên mà để chúng ta có được một cái buổi biểu tình thật là lớn ở khắp nơi, ở trong nước và ngoài nước, thì chúng ta làm như thế nào? Sau đây chúng tôi xin được mời bác sĩ Nguyễn Quốc Quân để bác sĩ có thể chia sẻ rằng nếu mà cao trào nhân bản hỗ trợ cho ngay ngày 14 tháng 9 thì chúng ta sẽ có công tác như thế nào. Xin mời bác sĩ Nguyễn Quân. Thưa anh em, thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi phải bày tỏ rằng là chúng tôi đồng ý với tất cả các anh rằng là cái truyền thông nó quyết định. Nếu chúng ta thắng mặt trận truyền thông thì chúng ta sẽ thắng, còn nếu chúng ta tiếp tục mà chúng ta để cho cộng sản nó vì nó kiểm soát hết tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, dân chúng ở trong nước hầu như bị bưng bít, không biết được là câu chuyện nó như thế nào. Thành ra cái vấn đề chính của chúng ta là chúng ta phải đặt vào vấn đề truyền thông. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà trường hợp mà gia đình những cái cá nhân như thế, và chúng ta cũng có thể làm những cái băng kết thật nhỏ, và lúc đó chỉ cần luồn một cuốn băng vào trong nước giống như thời Khomeini. Thì đã đến với bản tin đặc biệt hôm nay là ngày thứ ba, thưa quý vị. Như quý vị đã biết, ông Cù Hi Hà Vũ đã bị đưa ra tái xử tại Hà Nội vào ngày 2 tháng 8, và kết quả phiên tòa sau hơn 10 tiếng đồng hồ xử ở tại phiên tòa Hà Nội thì tòa này đã y án ông 7 năm tù và 3 năm quản chế. Thưa quý vị, cái phiên tòa này được mô tả là tương đối ôn hòa và cởi mở hơn cái phiên tòa đầu tiên từ ngày 4 tháng 4 khi mà ông Cù Hi Hà Vũ được bị đưa ra xử lần đầu tiên. Trong 4 luật sư bào chữa cho ông thì kỳ này các luật sư được nói những cái điều mà họ cần nói. Tuy nhiên, theo như những tin ở Hà Nội cho tôi biết thì quan tòa đã cắt các luật sư rất nhiều lần và thường thường là đe dọa là sẽ bị đuổi khỏi tòa nếu mà tiếp tục đòi hỏi những cái điều mà tòa không có mong muốn. Tòa đã bác bỏ tất cả những yêu cầu của luật sư. Ví dụ như luật sư yêu cầu phải đưa tất cả các cái nhân chứng ra tại phiên tòa, trong đó gồm có chủ tịch nước là cái người mà bị coi là đã có cái liên hệ đến cái vụ án vì ông Cù Hi Hà Vũ bị tố cáo là đã có những cái hành động và đã có những cái bài viết nhằm lật đổ chính phủ. Thì cái người mà bào chữa trong cái trường hợp này phải là chủ tịch nước, nhưng mà tòa đã bác bỏ, cũng như tòa bác bỏ tất cả yêu cầu phải đưa các cái nhân chứng liên hệ đến cái vụ án, ví dụ như đài tiếng Hoa Kỳ, đài Á Châu Tự Do và một số các người viết những cái bài báo hoặc là phỏng vấn ông Cù Hi Hà Vũ, thì tòa này cũng hoàn toàn bác bỏ. Một trong những cái luật sư mà bào chữa cho ông Cù Hi Hà Vũ là, thưa quý vị, là ông luật sư Trần Quốc Thuận, thì ông ấy có nói rằng là cái phiên tòa này tương đối là cởi mở nhưng mà mọi việc đã rồi, và ông ấy rất tiếc là cái phiên tòa này đã không được xử cho đến nơi đến chốn, quan tòa đã bác bỏ tất cả những yêu cầu của luật sư. Và ông ấy cho rằng là cái phiên tòa này không có đáp ứng lại được cái yêu cầu của bị can cũng như là đúng với cái luật pháp Việt Nam. Một trong những người mà có liên hệ đến cái vấn đề này là đã ký một cái bản kiến nghị yêu cầu được đến tham dự phiên tòa công khai, đó là ông giáo sư Phạm Toàn thuộc nhóm Bô Xích Việt Nam. Thì giáo sư Phạm Toàn có nói với tôi nguyên văn như sau, thưa quý vị: tôi rất buồn, đất nước đang nằm trong tay những kẻ thiếu trí khôn. Một quyết định của bọn người thiếu trí khôn, ngay cả trí khôn của con vật cũng không thấy có. Con vật còn biết liếm láp những giá trị người.
tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Họ là một bọn người hèn nhát, không có trí khôn của loài vật. Thưa quý vị, đó là nguyên văn lời của giáo sư Phạm Toàn đã nói với tôi vào sáng ngày hôm nay. Và một trong những người mà lên tiếng phê bình cái bản án này không ai khác hơn là đức cha Nguyễn Thái Hợp của địa phận Vinh, là chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngài nói rằng nguyên văn như thế, thưa quý vị: thao thức với vận mệnh đất nước, tố các cái kiến nghị cùng với các giới trí thức trong nước. Thưa quý vị, cái phiên tòa này xử ra thì tất nhiên là mọi người không được tham dự, và các giới trí thức trong đó có những giáo sư Nguyễn Huệ Chi và ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, cũng như một số người khác, kể cả cô em ruột của tiến sĩ Cù Cù Hà Vũ là Cù Thị Xuân Bích, không được vào tòa án. Tòa án chỉ cho phép có 3 người, trong đó có bà Cù Huy Hà Vũ, có một người phóng viên tự do là anh Nguyễn Hữu Vinh. Thưa quý vị, anh Nguyễn Hữu Vinh là một trong những người mà thường xuyên tường thuật những biến cố về đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhưng mà gia đình đã yêu cầu tòa án phải dành cho ông Nguyễn Hữu Vinh được vào. Thì đấy là 2 người trong số 3 người được tham dự trong phiên tòa, mặc dù là gia đình Cù Huy Hà Vũ yêu cầu có tới 14 người. Và trong khi đến tòa án thì thưa quý vị, có 2 cái tấm biểu ngữ mà được trưng lên từ đường phố này qua đường phố của nó trước khi vào tòa án. Thứ nhất là của bà Cù Huy Hà Vũ. Bà Cù Huy Hà Vũ đưa cái bản bích châu lên nói rằng: chồng tôi vô tội. Người thứ hai là người em ruột của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là cô Cù Huyện Thị Xuân Bích, cũng đưa một cái biển nói rằng: anh tôi vô tội. Và trong thời gian mà chờ đợi ở phiên tòa ngoài trong hè phố, rất nhiều người đã đến tụ tập đó, có hàng ngàn người muốn được vào phiên tòa, nhưng mà công an đã ngăn chặn 2-3 con đường phố, không ai nhìn thấy gì và không ai nghe thấy gì. Các giới trí thức ở Việt Nam rất là bất mãn, và rất nhiều những một số người, vài chục đồng 10 người đã bị công an bắt đi. Trong số đó có một người viết báo tự do là người buôn gió đã bị công an đưa ra khỏi khu vực và đến một tiệm cà phê ngồi bao vây ở đó trong suốt một ngày trời, không cho đi đâu. Thưa quý vị, cái bản án này đối với những quan sát viên ở ngoại quốc không có cái gì là lạ, là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi tới đường cùng, đã bị dồn vào chân tường. Thưa quý vị, trong cái phiên tòa này, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu một cái lời nói nguyên văn như sau: tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, kể cả hy sinh cuộc đời, thân xác để đất nước này được tốt đẹp hơn. Và ông phủ nhận là không hề chống Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà ông đòi đa nguyên đa đảng, đòi dân chủ cho Việt Nam, chứ không phải là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là cái lời xuyên tạc. Ông cho rằng cái lời xuyên tạc của cố tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng lên án đích thân Thủ tướng, đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông cho rằng chính Nguyễn Tấn Dũng là người đã ra lệnh cho công an bắt ông và đã có những sự tư thù đối với ông, là vì ông Cù Huy Hà Vũ đã kiện Nguyễn Tấn Dũng ra trước tòa, vì Nguyễn Tấn Dũng đã ký cái nghị định cho phép Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Và theo như lời của ông Cù Huy Hà Vũ nói trước tòa án thì ông cho rằng đây là một cái sự trả thù cá nhân, và những cái hành động mà có tuyên bố trước Quốc hội là xây dựng, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, quản lý có hiệu lực hiệu quả cao, sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, vân vân vân. Thưa quý vị, khi mà Trương Tấn Sang nói những cái điều như là tổ chức cái nhà nước pháp quyền trong sạch vững mạnh thật sự là của dân, do dân và vì dân, thì đây là một cái lời nói tôi cho rất là mỹ dân, là bởi vì nếu mà nhà nước của Cộng sản Việt Nam thật sự là của dân, do dân và vì dân, thì người dân đã có quyền quyết định mọi việc, là bởi vì người dân là chủ của đất nước, là một chủ nhân ông của đất nước, mà thật sự là người dân là bây giờ là đầy tớ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đầy tớ của cán bộ. Đáng lẽ ra là cán bộ theo lời của Hồ Chí Minh thì phải là đầy tớ của nhân dân, nhưng thật sự cán bộ bây giờ là coi như những cái ông chủ của nhân dân, thành ra người dân không có bất cứ một cái quyền gì ở trong nước. Người dân không có được quyền hội họp, người dân không có được quyền lập hội, người dân không có quyền tự do báo chí, không có quyền ra báo. Mặc dù hiến pháp đã công nhận tất cả mọi thứ quyền đó, kể cả nhân quyền và những cái quyền tự do căn bản của người dân, về vấn đề tôn giáo, về vấn đề tự do báo chí, về vấn đề ngôn luận, về vấn đề đi đây đi đó, về vấn đề tổ chức hội họp cũng như là lập hội. Nhưng mà thực tế Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành một số luật
để mà ràng buộc, trà đạp đến hiến pháp và bác bỏ tất cả những cái quyền đó của người dân. Vì vậy cho nên khi mà Trương Tấn Sang lập lại thì quan điểm cho rằng là xây dựng một nhà nước pháp quyền thì đấy là một cái lối nói để mà cho nó qua đi, là vì không có nghĩa lý trong thực tế gì cả. Thứ hai nữa là Trương Tấn Sang cũng nói rằng là tiếp tục hoàn thiện chế độ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, tôi đã thưa chuyện với quý vị rất nhiều lần, khi mà người Cộng sản nói rằng là thực thi một cái nền kinh tế được gọi là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó có một cái sự mâu thuẫn. Khi mà đã là kinh tế thị trường thì đó là không có nghĩa là cái nền kinh tế đó là cái nền kinh tế có thể thích hợp với chủ nghĩa Cộng sản. Là vì khi mà đã định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự ra người Cộng sản Việt Nam chưa biết cái xã hội chủ nghĩa của họ nó sẽ như thế nào. Người ta chưa hình dung ra được cái xã hội chủ nghĩa trong tương lai của họ. Vậy mà họ vẫn nói rằng là chúng ta tiếp tục quá độ lên cái xã hội chủ nghĩa. Nhưng cái nền kinh tế thị trường, tức là nền kinh tế tự do của tư bản mà để theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là định hướng theo cái đường lối của chủ nghĩa Cộng sản, thì đó là một cái điều trái ngược nhau như nước và lửa. Cái điều đó là một cái lối nói cho nó có vẻ như là chúng ta vẫn theo cái đường lối kinh tế của Cộng sản nhưng mà làm theo tư bản. Người Cộng sản Việt Nam không có dám nói là bây giờ họ làm theo kinh tế tư bản, nhưng mà trong thực tế họ đã làm như thế từ năm 1986, sau khi Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng khóa 6 đã đưa ra cái chủ trương được gọi là đổi mới. Từ năm 1986 thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành một cái nền kinh tế thuần túy là của tư bản. Nếu mà Việt Nam không thi hành cái nền kinh tế của tư bản thì Việt Nam đã bị suy sụp từ lâu rồi. Thưa quý vị, dưới thời của Nguyễn Văn Linh và sau đó là dưới thời của Đỗ Mười thì người ta đã nói rằng đổi mới hay là chết. Có nghĩa rằng là nếu mà không đổi mới, nếu không làm theo đường lối kinh tế của tư bản thì Việt Nam sẽ suy sụp, Việt Nam sẽ đổ vỡ. Vì vậy cho nên họ đã mời mở cửa mà mời gọi các tư bản mở quốc vào đầu tư để mà canh tân đất nước, để mà thay đổi cái chế độ về cái phương diện kinh tế chứ không phải là thay đổi vấn đề chính trị. Mặt khác thì bây giờ trong nước một số trí thức và một số đảng viên Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải nghĩ đến cái việc và thay đổi cái đường lối về vấn đề chính trị. Tức là bây giờ đã đổi mới kinh tế rồi, phải đổi mới về chính trị để mà thay đổi cái vùng máy, thay đổi cái sự liên hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội. Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ vẫn trên nguyên tắc vẫn là chỉ huy Quốc hội, và trong thực tế vẫn là chỉ huy Quốc hội và vẫn là bổ nhiệm tất cả những cái đại biểu của Quốc hội, mặc dù là có cái hình thức bầu cử mỗi năm một lần thì có bầu cử, nhưng mà cái cuộc bầu cử đó là do đảng lựa chọn và người dân chỉ có bỏ phiếu để mà hợp thức hóa cái sự lựa chọn của đảng mà thôi. Vì vậy cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng là cái tuân thủ luật pháp hay là dân chủ này kia là cái, đó là một cái lời nói mà tôi cho rằng là đầu môi chót lưỡi, không có giá trị thực tế gì cả. Vì vậy cho nên khi Trương Tấn Sang một lần nữa xác nhận lại là tiếp tục chủ trương cái nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chẳng qua cũng vẫn là theo cái cương lĩnh năm 1991 và được sửa đổi vào năm 2011. Thưa quý vị, vì vậy cho nên nền kinh tế Việt Nam vẫn bị gặp rất nhiều những khó khăn, là bởi vì nhà nước vẫn chủ quản cái nền kinh tế đó, nhà nước vẫn chỉ huy toàn bộ nền kinh tế và các cái công ty nhà nước, phần lớn là cái công ty nhà nước ăn hại đái nát phá sản. Bằng chứng cụ thể như là cái công ty con tàu chìm được gọi là cái công ty Vinasin, cái sự nợ nần cho đến bây giờ vẫn chưa trả được, mỗi một tháng vào khoảng độ 400 triệu Mỹ Kim vẫn chưa trả được với ngoại quốc. Thành ra cái sự mà gọi là cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chẳng qua đó là một cái lối nói để mà tiếp tục cái nền kinh tế chủ quản, cái nền kinh tế mà chỉ huy của nhà nước, không có chịu tư nhân hóa cái nền kinh tế đó. Vì vậy cho nên kinh tế Việt Nam vẫn bị gặp rất nhiều là khó khăn, không có cái hơi thở tự do, thành ra các cái tư nhân, người tư bản của trong nước đã không có thể hoạt động được. Đến đây thì tôi xin tạm ngưng và tôi xin trở lại phần 2 của chương trình. Hình thức rất là sơ sài, rất là không có một cái giá trị trong thực tế. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ 100% thưa quý vị sẽ xảy ra như thế. Cho nên xin quý vị cũng đừng kỳ vọng gì trong cái điều hay là tất cả những cái việc một tuyên bố của Trương Tấn Sang hay của bất cứ người nào, kể cả những lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng, liên hệ với vấn đề sửa đổi hiến pháp, vấn đề thay đổi cái này cái kia trong hiến pháp. Người ta đã thay đổi, người ta đã sửa chữa 4 lần cái bản hiến pháp kể từ năm 1946 thưa quý vị. Cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cai trị độc quyền lãnh đạo đất nước, vẫn không cho người dân được hưởng quyền dân chủ tự do như là hiến pháp đã viết.
Bởi vậy cho nên là tôi không có hy vọng gì trong cái lần sửa đổi hiến pháp kỳ này năm 1992 họ sẽ được sửa đổi trong một cái thời gian gần đây. Thưa quý vị, thì trở lại cái vấn đề vua máy cai trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị cũng biết là Nguyễn Tấn Dũng 62 tuổi đã được tái đề cử làm Thủ tướng Chính phủ trong cái vua máy cai trị của ông Nguyễn Tấn Dũng trong cái thời gian mà 5 năm vừa rồi. Thưa quý vị, Nguyễn Tấn Dũng đã phạm rất nhiều lỗi lầm. Cái lỗi lầm thứ nhất là quyết định để cho tàu vào khai thác bô xít, tiếp tục để cho khai thác bô xít ở Tây Nguyên, mặc dù là giới trí thức trong nước và nhiều viên chức cựu đảng viên Cộng sản cũng như cựu tướng lãnh Cộng sản đã khuyến cáo Đảng Cộng sản Việt Nam phải xét lại cái vấn đề để cho các công ty của người tàu vào khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Thì một trong những người lên tiếng than phiền và yêu cầu ngưng kế hoạch khai thác bô xít Tây Nguyên là ông Võ Nguyên Giáp, đại tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước. Thưa quý vị, tất cả những cái yêu cầu đó của trí thức cũng như của các viên chức Cộng sản đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam vứt vào xô rác, và Nguyễn Tấn Dũng một mặt thì đến thăm ông đại tướng Võ Nguyên Giáp và đã hứa là sẽ nghiên cứu tất cả những cái lá thư yêu cầu của ông Võ Nguyên Giáp, nhưng mặt khác vẫn ra lệnh cho các cái thuộc viên để cho các công ty người tàu tiếp tục khai thác bô xít ở trên Tây Nguyên. Cái sai lầm thứ hai của Nguyễn Tấn Dũng là đã không dám chịu trách nhiệm trong cái sự làm ăn thua lỗ của các cái công ty quốc danh của nhà nước, đặc biệt là cái công ty con tàu chìm Vinasin đã bị mất mát trên 8.000 tỷ đồng bạc Việt Nam. Và Nguyễn Tấn Dũng là người đã ra lệnh và người đã chấp nhận rất nhiều dự án cho cái công ty Vinasin. Vì vậy cho nên đáng lẽ ra ở các nước dân chủ thì Nguyễn Tấn Dũng phải là cái người đầu tiên từ chức, và theo sau đó là một số bộ trưởng có liên quan đến cái con tàu chìm Vinasin. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng đã không có can đảm để mà từ chức, bởi vì mặc dù là một số đại biểu quốc hội, trong đó có cựu đại biểu quốc hội là ông Nguyễn Minh Thuyết cũng như là đương kim đại biểu quốc hội là ông Dương Trung Quốc đã đặt cái vấn đề là trách nhiệm của thủ tướng trong cái vấn đề làm ăn thua lỗ, nhưng mà quốc hội lúc đó do Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch quốc hội tức là có toàn quyền quyết định về cái vấn đề có nên đưa ra thảo luận tại quốc hội hay không. Thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng trong cái cương vị là chủ tịch ban thường vụ quốc hội đã bác bỏ tất cả những cái đề nghị của các đại biểu quốc hội. Vì vậy cho nên cái vấn đề biểu quyết xem là có tín nhiệm Nguyễn Tấn Dũng hay không, có tín nhiệm một số bộ trưởng có liên quan đến con tàu chìm Vinasin hay không đã không xảy ra. Nguyễn Phú Trọng khi mà làm chủ tịch quốc hội cũng đã bác bỏ yêu cầu của một số đại biểu quốc hội đòi nhà nước phải ra trình bày về các cái biến cố ở Biển Đông. Tuy nhiên trong cái kỳ quốc hội đang họp bây giờ, trong một vài ngày nữa họ sẽ thảo luận về vấn đề Biển Đông và vấn đề sửa đổi hiến pháp. Như tôi đã thưa chuyển với quý vị, vấn đề Biển Đông họ sẽ thảo luận như thế nào, và có liệu cái quốc hội này có ra một cái nghị quyết để mà xác nhận cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa hay không, cho đến giờ này chúng ta vẫn chưa biết được, là bởi vì chính Trương Tân Sang chủ tịch nước cũng nói là cái đó tùy thuộc vào cái tình thế và tùy thuộc vào cái quyết định của các đại biểu quốc hội, chứ ông ta cũng không có một cái quyền gì hay là không có thể nào đưa ra một cái lời tuyên bố khẳng định nào về vấn đề có nên đưa ra một cái nghị quyết xác nhận chủ quyền hay không. Nhưng mà ông ta nói rằng ông ta sẽ có một cái lời tuyên bố về vấn đề chủ quyền khi mà quốc hội thảo luận về cái vấn đề tình hình Biển Đông. Thưa quý vị, cái tình hình Biển Đông sở dĩ cái quốc hội kỳ này phải thảo luận bởi vì đã bị áp lực của dư luận. Dư luận đã lên án quốc hội đã không có bất cứ một cái hành động gì kể từ khi xảy ra các cái vụ tàu bè bị đánh phá ở tại Biển Đông. Thế cả cái quốc hội 12 dưới thời của Nguyễn Phú Trọng, thưa quý vị, không hề có bất cứ một cái hành động gì để mà lên án Trung Quốc và xác nhận chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, ngoại trừ các cái tuyên bố của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây thì tôi xin tạm ứng cái chương trình của tuần này, và tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay là ngày thứ năm. Thưa quý vị, trong cái bản tin này tôi xin thưa chuyện với quý vị về vấn đề công nhân người Trung Quốc đang có mặt ở tại Việt Nam trong nhiều dự án do các công ty người tàu trúng thầu. Thưa quý vị, cái tin tuần này đã làm rộ lên tin một cái nhà máy phân đạm ở Cà Mau đã có hàng ngàn công nhân người tàu không có giấy phép vẫn hoạt động thường xuyên tại cái công ty này. Theo các tờ báo từ Việt Nam thì thưa quý vị, có khoảng từ 1.300 đến 1.700 công nhân không có giấy phép đang hoạt động ở tại khu được gọi là nhà máy đạm Cà Mau, khu khí điện đạm Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau.
Thưa quý vị, theo những cái nguồn tin ở Việt Nam mà do báo chí đăng tải thì các cái công nhân này đã được đưa trực tiếp từ Trung Quốc qua hoặc là đã đi vào Việt Nam với cái dạng du lịch rồi đến các cái công ty của người Tàu để mà xin làm việc, và các công ty người Tàu đã không có khai báo với chính quyền địa phương. Thưa quý vị, ở tại cái trường hợp Cà Mau thì cái ông gọi là Văn Tiến Thanh, phó trưởng ban quản lý dự án cục khí điện đạm Cà Mau thì thừa nhận là hiện nay ở tại Cà Mau có 1.056 lao động Trung Quốc không có giấy phép, trong đó có 607 lao động đã quá thời hạn cấp phép. Lý do là vì ông Thành này cho biết rằng là không tuyển được lao động Việt Nam nhưng họ sử dụng người lao động Trung Quốc, thậm chí sử dụng cả lao động không tay nghề từ Trung Quốc sang. Theo cái lời giải thích của cái ông này thì thưa quý vị, là vì công nhân Việt Nam không có đủ tay nghề, không có làm việc tích cực và đắc lực như là các công nhân người Tàu. Vì vậy cho nên các cái công ty người Tàu đã phải đưa công nhân của họ vào Việt Nam. Trong nhiều trường hợp họ khai báo những người này là những người chuyên viên, tuy nhiên trong thực tế thì những người này chỉ là những cái công nhân làm việc thường, lao động chân tay, giống hết như các công nhân người Việt Nam. Trong khi đó người Việt Nam thì thất nghiệp ở vùng địa phương mà không được thu nhận vào. Đó là một cái vấn đề mà gây ra thắc mắc cho người dân ở trong nước. Mà tuy nhiên cái trường hợp của phân đạm Cà Mau không phải là một cái trường hợp cá biệt, mà đây là một cái trường hợp lan tràn ở khắp các cái nơi, các cái công ty mà do người Tàu trúng thầu. Điển hình như là hai cái công ty của người Tàu đã trúng thầu khai thác, thiết lập các cái nhà máy khai thác bauxit ở tại Tân Rai, tỉnh Lâm Đồng và Nhân Cơ ở tại tỉnh Đắk Nông. Theo lời của Trương Tấn Sang tuyên bố với các cử tri tại Sài Gòn ngày 11 tháng 8, tức là ngày hôm nay thưa quý vị, thì Trương Tấn Sang nhìn nhận là vì có những cái sự sơ hở và đã có những cái sự lỗi lầm của các cấp chính quyền địa phương, cho nên rằng có nhiều công nhân của người Tàu không có giấy phép vẫn hoạt động ở tại đây. Cử tri ở tại Sài Gòn đã nêu thắc mắc này với Trương Tấn Sang, và Trương Tấn Sang quả quyết là những cái trường hợp như thế là cái trường hợp ngoài ý muốn, những cái trường hợp đó là do những cái lỗi của cái chính quyền địa phương. Trương Tấn Sang nhìn nhận là hai cái nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ là hoàn toàn do người Việt Nam làm, do chính quyền Việt Nam làm chủ. Người Trung Quốc chỉ có ráp máy xong rồi sẽ về nước trong cái thời gian gần đây. Thưa quý vị, liên hệ đến vấn đề khai thác bauxit thì thưa quý vị cũng biết là cái nhà máy Tân Rai ở tỉnh Lâm Đồng và tháng 9 này có khả năng là bắt đầu các cái chuyến chở những cái quặng alumi sẽ đi từ Tân Rai mà về cho đến cảng Gò Dầu ở tại Long Thành. Điều mà các cái quan chức của Việt Nam đã gây ra sự thắc mắc về cái vấn đề này là điển hình là ông đại biểu tỉnh Đồng Nai là ông Dương Trung Quốc, một nhà sử học, đã than phiền là vấn đề chuyên chở bô xít như thế ở trên những cái con lộ nối liền từ Lâm Đồng về cho đến cảng Gò Dầu phải xuyên qua các cái cầu hoặc là các cái con đường mà chỉ có sức chịu đựng được cái trọng tải 25 tấn, trong khi các cái xe chở bô xít sẽ lên tới 40 tấn mỗi một chiếc, và giờ chạy của những cái xe đó là cứ chừng 10 hay 15 phút thì lại có một chiếc, và người ta e ngại là cái tình trạng suy sụp của vấn đề cầu cống hay là đường bộ sẽ gây ra trở ngại rất lớn cho vấn đề lưu thông. Và đại biểu Dương Trung Quốc đã nêu cái vấn đề này trong một cái phiên họp ở tại Hà Nội trong cái ngày mùng 5 tháng 8 vừa rồi, liên nhân khi mà thảo luận về cái vấn đề các cái dự án kinh tế của nhà nước cũng như là các cái kế hoạch phát triển kinh tế từ giờ cho đến cuối năm. Ngoài ra về vấn đề công nhân người ngoại quốc thì thưa quý vị, ông đại biểu Dương Trung Quốc đã nói một cách hết sức là mạnh mẽ về vấn đề này ở tại Trung Quốc của thưa quý vị. Trong cái lời phát biểu của ông ở tại diễn đàn quốc hội thì ông có nói nguyên văn như thế này thưa quý vị. Thưa quốc hội, hướng ra biển nhưng cũng phải luôn quan tâm đến đất liền, trong đó có nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta muốn giữ được chủ quyền chính trị thì phải giữ được chủ quyền kinh tế. Tại kỳ họp cuối cùng của khóa trước, tức là thưa quý vị khóa 12, tôi đã đặt câu hỏi chất vấn chính phủ rằng nền kinh tế của ta bên cạnh việc khai thác có hiệu quả những nguồn lực nước ngoài thông qua việc phát triển những mối quan hệ hợp tác nhưng có lành mạnh không? Có bị lệ thuộc không? Biết bao nhiêu vấn đề đã được nêu lên ngay trong quốc hội với những định lượng rất đáng lo lắng về khả năng bị lệ thuộc đặc biệt vào Trung Quốc cần được quan tâm để điều chỉnh vì chưa thấy những dấu hiệu tích cực. Thưa quý vị, ông Dương Trung Quốc còn nói thêm rằng là tôi nêu vấn đề này có vẻ tế nhị nhưng phải nêu trên nguyên tắc trách tiên trách kỷ hậu trách nhân,
Còn thiên hạ thì bao giờ cũng quan tâm đến lợi ích kinh tế, kể cả lợi ích chính trị bằng mọi giá. Tại sao nông dân trồng vải đến vụ thu hoạch mà các cơ quan quản lý doanh nghiệp, nhà nước vẫn đóng cửa im ỉm, như một phóng sự đã phản ảnh, trong khi thương lái nước ngoài tung hành và thật sự họ đã trở thành cứu cánh cho người dân. Đấy mới là quả vải bé nhỏ cần nhìn vào. Nhiều công trình thắng thầu, nhiều dòng chảy hàng hóa và tình trạng nhập siêu là tiêu biểu nhất để đủ thấy nhiều thông điệp rất đáng lo ngại. Thưa quý vị, cái lời tuyên bố của ông Dương Trung Quốc có liên hệ đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhiều nhà thầu Trung Quốc đã trúng thầu một cách rất là lạ lùng, tức là không cần phải có đủ điều kiện, nhưng mà miễn là đến từ Trung Quốc thì được nhà cầm quyền Việt Nam cho trúng thầu và làm những cái công việc. Tất cả những cái công việc mà ở Việt Nam do các công ty thầu của Trung Quốc trúng thầu đó là do tiền của người dân Việt Nam đóng thuế, trong khi đó trên nguyên tắc là họ phải sử dụng các cái công nhân bình thường, tay chân bằng làm bằng tay chân lao động, tay chân của người Việt Nam, tức là của Việt Nam, tức là công nhân Việt Nam, nhưng mà mặt khác thì người ta sử dụng hàng ngàn công ty tàu. Thưa quý vị, theo những con số bán chính thức mà tôi nhận được thì tại Việt Nam bây giờ có khoảng 75.000 công nhân người tàu đang làm việc trong lãnh thổ Việt Nam. Trong số này có bao nhiêu công nhân người tàu làm việc bất hợp pháp, tức là không có giấy phép, thì tôi không được biết rõ. Mà tuy nhiên, các con số này tôi tin tưởng là sẽ hàng ngàn công nhân người tàu, vì những cái báo chí trong nước hàng ngày vẫn nêu lên trường hợp các nhà máy này, các cái công ty nọ vẫn có những hàng trăm công nhân người tàu làm việc bất hợp pháp. Đó là một cái tình trạng hết sức lo ngại về vấn đề an ninh lãnh thổ đối với Việt Nam. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin sinh hoạt hướng đạo Việt Nam miền Đông Hoa Kỳ do Võ Thành Nhân tường trình. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với trưởng Mỹ Hạnh để mà chúng tôi tìm hiểu về chương trình sinh hoạt của trại từ lúc chiều ngày hôm qua, lúc mà khai mạc trại cho đến sáng hôm nay chúng tôi chuẩn bị đi thăm thành phố Boston. Xin được chào trưởng Mỹ Hạnh. Dạ, xin chào.